Xin chào các bạn, mình là Duy. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách chuyển dữ liệu gồm hình ảnh và danh bạ từ iPhone sang Android hoặc ngược lại từ Android sang iPhone. Thì chúng ta sẽ thông qua một ứng dụng, đó chính là ứng dụng Copy My Data như trên màn hình hai máy. Thì trên iPhone thì mình sẽ tải vô App Store, còn trên Android mình sẽ vô CH Play tải cho mình. Đầu tiên là mình sẽ kết nối cùng Wi-Fi. Hiện tại là Wi-Fi trên máy Android là support nè, và trên máy iPhone cũng là support. Bắt đầu mình sẽ thao tác chuyển dữ liệu cho các bạn. Mở ứng dụng lên. Cái này là mình chuyển thông qua Wi-Fi nha. Rồi nó sẽ tìm thấy cái điện thoại mà mình muốn chuyển. Cái điện thoại dữ liệu mình muốn chuyển thì mình sẽ tích vô. Và cái nhận thì mình sẽ điền cái mã số cho nha, 5744 nè. Rồi chỉ đơn giản vậy thôi. Mình sẽ chuyển qua nha. Rồi đợi nó chạy nữa là xong các bạn ạ.